Xin chào các bạn Chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dốc Nguyễn Family Mình rất vui gặp lại các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Cắt hoàn chỉnh mẫu quần ống bó dành cho nữ. Với kiểu quần này mình có thể dùng để tập gym Tập yoga và mặc nhà được luôn Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt hoàn chỉnh mẫu quần này Đây là số đo của mình Dài quần 60 Vòng bụng 77 Vòng mông 95 Vòng gối 36 và vòng ống 36. Để cắt được mẫu quần này các bạn mua cho mình 70cm vải với khổ vải 1m50 là mình cắt đủ nhé. Và chất để cắt đẹp nhất các bạn có thể dùng cốt tông, cốt tông lụa, vải la rông, vải lạnh, bóng hàn và nhiều loại vải khác mình đều may được. Dài quần của mình 60, các bạn cộng cho mình 6cm, trong đó có 3cm của cạp và 3cm của gấu là dài quần của mình 66 vì cặp của mình là cặp chun liền Và khi cắt mình sẽ để thân sau xuống dưới và thân trước lên trên Để mình cắt phần sườn và phần ống thân trước và thân sau giống nhau Toàn bộ đường may bên trong của mình là 0,7cm Các bạn gióng xong bên đây cho mình cũng bằng 66 Hạ gối cho mình 30cm Tính hạ mông cho mình theo công thức là bằng 1 phần 4 vòng mông cộng 3 Vòng mông của mình là bằng 24 cộng 3 là bằng 27. Rộng vòng mông các bạn tính cho mình theo công thức là bằng 1 phần 4 vòng mông cộng cho mình 2,5. Mông của mình là chia 4 sẽ bằng 24 cộng cho mình 2,5 là 26,5. Vào cửa quần cho mình 4 cm. Các bạn gióng thẳng lên. Trích vào cho mình 1,5 cm. Từ dưới các bạn sẽ lấy lên, lên cho mình 7 cm. Và lối vào đây cho mình. Đừng chéo các bạn chia đôi lấy vào cho mình 2 phần 5 là mình được cửa quần của thân trước. Môi quần các bạn lấy cho mình 3,5. Các bạn tính rộng ngang gối cho mình. Rộng ngang gối các bạn sẽ chia làm đôi cái phần gối cho mình nhé. Vòng mông của mình là 26,5 các bạn chia 2 sẽ bằng 13,5. Và phần ống của bạn chia đôi cũng bằng 13,5 cho mình. Rộng ngang gối các bạn tính cho mình theo công thức là bằng 1 phần 4 vòng gối và bằng 9. Phần ống thế các bạn tính cho mình theo công thức là bằng 1 phần 4 vòng ống bằng 9 cm. Sau đó các bạn lối giúp mình từ đường rộng ngang ống lên đường ngang gối và từ đường ngang gối lên đường ngang đúng quần cho mình. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của quần Các bạn sẽ cắt cho mình phần gấu và phần sườn Thân trước và thân sau như nhau cho mình là được Phần trên thì các bạn sẽ cắt cho mình thân trước, thân sau các bạn sẽ để lại. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của quần và từ thân trước mình sẽ vẽ ra thân sau. Ngang ống các bạn sẽ vẽ cho mình 2,5cm. Từ đường hạ đúng trước các bạn xuống cho mình 05 và lấy ra cho mình 5cm. Phần ngang gối các bạn lấy cho mình 2,5cm. Sau đó các bạn lối giúp mình từ đường ngang mông xuống đường ngang gối và từ ngang gối xuống ngang ống cho mình. Phần này các bạn sẽ đánh cong vào cho mình 1 cm. Các bạn sẽ rông đúng quần cho mình 2 cm từ rộng phần cửa quần thân trước các bạn sẽ lấy đến 2 cm. Từ ngoài các bạn lấy vào cho mình 7 cm. Các bạn gióng vuông góc lên. Trách vào cho mình 1,5 đến 2 cm. Từ dưới các bạn sẽ lấy lên cho mình 10 cm. Và đánh vào cho mình 1 phần 2 là mình được vòng đũng của thân sau. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của quần. Các bạn cắt cho mình theo đường phấn mình vừa vẽ là được. sau khi cắt xong thân trước và thân sau các bạn sẽ cắt lót cái phần sườn chỗ túi quần của mình ra cả thân trước và thân sau sau đó mình đi cắt túi quần các bạn sẽ đặt cho mình phần sườn của thân trước lên phần túi cắt cho mình phần túi theo phần sườn quần là được dài túi các bạn sẽ lấy cho mình 28 cm và rộng các bạn để cho mình 18 cm Cắt xong túi thứ nhất các bạn sẽ cắt sang túi thứ hai cho mình. Các bạn sẽ đặt cái túi thứ nhất lên và cắt cho mình theo dưỡng của túi thứ nhất. Và phần lót túi là các bạn sẽ cắt cho mình bốn cái lót nhé Cắt xong túi quần các bạn sẽ cắt cho mình miệng túi Miệng túi các bạn lấy cho mình rộng là 5 và dài cho mình 17cm Lối cho mình Đoạn này các bạn sẽ đánh cong vào là mình được miệng túi Các bạn sẽ cắt cho mình theo đường phấn mình vừa vẽ là được Sau khi cắt xong miệng túi các bạn sẽ để miệng túi lên thân quần Và cắt cho mình về thân trước của quần nhé cắt vào phần sườn quần. Cắt xong túi quần các bạn đi cắt chun của quần. Dài chun các bạn lấy cho mình 54 cm và chun của mình là chun 3 cm các bạn nhớ là chọn cho mình cái chun mềm một chút nhé nó không quá cứng và cũng không quá giãn là được vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt xong quần ống bó của nữ các bạn thấy video của mình hay và hữu ích hãy like chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình chúc tất cả các bạn cắt và may thành công chào các bạn.